Xin chào tất cả mọi người. Phần ngữ pháp của bài số 31 trong cuốn Le Nouveau Taxi quyển 2 đề cập tới 3 vấn đề. Thứ nhất là les pronoms complément d'objet direct, các cái đại từ làm bổ ngữ trực tiếp. Vấn đề thứ hai là les pronoms complément d'objet indirect, tức là các cái đại từ làm bổ ngữ gián tiếp. Và phần thứ ba là place des pronoms complément, vị trí của các cái đại từ mà khi nó làm cái chức năng là bổ ngữ. Ở đây chúng ta cần phân biệt. Tôi ghi hai câu ví dụ này. Một người bạn hỏi: bạn học tiếng Pháp từ khi nào? Tu apprends le français depuis quand? Tu apprends le français depuis quand? Như vậy, le français là bổ ngữ của động từ apprendre. Bạn học tiếng Pháp từ khi nào? Như vậy, tiếng Pháp nó là một cái complement. Thế nhưng mà ở đây chúng ta không có khảo sát nó, bởi cái chuyện đó rất là bình thường. Chúng ta học ở cái trình độ A1, ở cấp dưới rồi. Ở đây người ta chú trọng tới cái câu thứ hai này. Người kia trả lời: Je l'apprends depuis 2019. Tôi học nó, tôi học cái tiếng Pháp từ năm 2019. Như vậy chúng ta để ý tới chữ L apostrophe. L apostrophe tức là le. Le là thay cho chữ le français. Và cái chữ này người ta gọi là pronom complément d'objet direct. Và chúng ta để ý tới cái chuyện này, và indirect cũng như vậy, người ta không đề cập tới các cái pronom d'objet direct, objet indirect bình thường đứng sau động từ, mà người ta để ý tới các cái đại từ, tức là những cái từ thay cho một cái danh từ người ta không muốn lặp lại, như chữ L apostrophe này. Và tôi lại nói thêm, cái phần objet direct, phần objet indirect thì nó quá bình thường đối với chúng ta. Chúng ta học rồi, ở đây chỉ là học lại thôi. Nhưng mà chúng ta cần chú trọng tới cái phần thứ ba này. La place des pronoms d'objet. La place des pronoms complément là vị trí của các cái đại từ khi nó làm bổ ngữ. Và bây giờ, trước khi đi vào phần nội dung, để tôi trình bày một chút. Cái chuyện này có lẽ cũng dư thừa đối với một số các anh chị, nhưng mà có lẽ cũng cần thiết đối với một số người. Chúng ta coi lại chữ complement là cái gì. Chúng ta hay nghe nói chữ complement, complement d'objet direct, complement d'objet indirect. Nó là cái gì? Thì người ta định nghĩa như thế này. Complement là ce qu'il faut ajouter à une chose pour la rendre complète. Complement là cái mà cần phải, bắt buộc phải thêm vào một cái shows, một cái chuyện gì đó để làm cho nó đầy đủ hơn. Ce qu'il faut ajouter à une chose pour la rendre complète. Một cái điều gì? Vậy complement là một cái điều gì? Ở đây chúng ta học trong phần ngữ pháp thì chúng ta gọi là bổ ngữ. Ngữ là một từ. Ngữ là một từ. Vậy complement là một từ, mà nhiều khi theo cái nghĩa rộng rãi, complement không phải là một từ. Vậy chúng ta hiểu nghĩa rộng là complement là một cái gì người ta cần thêm, bổ sung thêm vào một cái gì đó để làm cho cái đó cho nó đầy đủ hơn. Chẳng hạn tôi lấy ví dụ này này, chúng ta thường nghe trong báo chí, trong báo đài có những cái vụ án đưa lên hội đồng xét xử. Hội đồng xét xử đã nghiên cứu cái hồ sơ đó một thời gian, trả hồ sơ lại, đòi hỏi một cái điều tra bổ sung. Demander un complément d'enquête. Demander là yêu cầu, enquête là điều tra, complement là bổ sung. Như vậy không phải là một cái bổ ngữ, là cả một cái quá trình, rồi các cái bộ phận công an chẳng hạn, hoặc là giám sát và giám sát viện đó, là phải đi tìm các cái chứng cứ khác để bổ sung vào trong cái điều tra này rồi mới đưa lên cho hội đồng xét xử. Tôi lấy một ví dụ như vậy, một cái complement. Như vậy ở đây chúng ta dùng là một cái nghĩa riêng dùng ở trong ngữ học. Đây là một cái từ dùng để bổ sung cho một cái chuyện gì khác để làm cho nó rõ nghĩa. Bởi các anh chị coi ba cái câu dưới này. Tôi lấy một cái ví dụ rất là đơn giản. Những cái câu ví dụ này rất đơn giản, nhưng mà chúng ta hiểu thêm về cái chữ complement. Chẳng hạn như các anh chị nhé, các anh chị sinh viên đi về nhà, đi học hay đi công việc xong đi về nhà hỏi: ba đâu rồi em? Mình hỏi một đứa bé, mình hỏi một đứa em: ba đâu rồi em? Ue papa, ue papa. Thì đứa em trả lời: il est en train de dormir. Ba đang ngủ. Il est en train de dormir. Ba đang ngủ. Như vậy câu này đủ hiểu rồi. Các anh chị nghe như vậy, các anh chị hiểu rồi. Ba mới đi công tác về, hay ba vừa mới đi làm việc về, ba mệt, ba đọc báo rồi ba ngủ thiếp đi. Ba đang ngủ. Như vậy là đủ, không cần thêm cái gì hết. Còn nếu thêm thì lại thêm không phải là objet. Ba đang ngủ ở trong cái phòng khách, ba coi tivi cho ba ngủ luôn rồi, để yên cho ba ngủ. Cái đó là không cần thiết. Đó là mình chỉ có bổ sung. Câu này tới đây có thể chấm dứt. Câu thứ hai, ue maman. Mình lại hỏi em mình: má đâu rồi, mẹ đâu rồi, ue maman. Em nó trả lời mình: elle est en train de laver. Má đang
làm cái công việc là lave. Các anh chị biết là nếu mà là các cái vải vóc á, quần áo hoặc là các cái rèm cửa, các cái khăn á, thì là giặt. Còn nếu là các cái đồ vật khác thì là rửa, rửa ly, rửa rau, thậm chí rửa xe đạp, rửa xe gắn máy, lave. Thì bây giờ em mới trả lời, elle est en train de laver, má đang, thôi cho là giặt đi nhé, hay má đang rửa đi nhé, má đang rửa. Thì các anh chị thấy câu này nó còn, nó chưa, nó lơ lửng, nó chưa có kết thúc, má đang rửa, rửa cái gì? Rửa rau thì mình ra mình giúp, rửa ly cũng vậy mình ra mình giúp. Nếu má đang rửa một cái gì nhỏ nhỏ, đại khái là như vậy, là chúng ta cần một cái complement cho cái động từ này. Bây giờ hỏi một câu khác, mình hỏi cái người này tôi cứ cho là em trai của mình nhé, mình hỏi một cái đứa em khác, Paul nó đâu rồi em? Paul, il est en train d'attendre, Paul nó đang chờ chị ạ, Paul nó đang chờ anh ạ. Nếu mình là con trai thì em nó gọi mình là anh, nếu mình là con gái em nó gọi mình bằng chị. Paul nó đang chờ chị ạ. Mình lại đặt một cái dấu hỏi, chờ cái gì đây, chờ một cuộc gọi, chờ một cái hẹn một người bạn tới, hay là chờ một cái xe cáp, mình gọi xe cáp, nó đang chờ cái gì. Hai cái động từ này có một cái dấu hỏi, nó đòi hỏi một cái complement, trong khi câu thứ nhất không cần. Như vậy chúng ta có thể nói như thế này, khi chúng ta thấy một cái động từ VI, đây là VI, ngủ, thì chúng ta không có cần complement, không có thể có complement, có complement đúp circonstanciel, người ta gọi là đây là một cái bổ ngữ về hoàn cảnh, complement circonstanciel, circonstance là một cái hoàn cảnh. Ngủ thì ngủ chỗ nào, hay là ba đang làm cái gì đó, ba đang. Còn các cái động từ VT, VT là cái động từ bắt buộc phải có bổ ngữ, hoặc là VTI là bắt buộc phải có bổ ngữ. Như vậy cái bổ ngữ mà chúng ta đang đề cập trong cái bài này á, người ta viết tắt rất là nhiều ở trong các cái sách ngữ pháp, trong các sách văn phạm, kể trong các cái giáo trình của chúng ta nữa, người ta viết là COD và người ta viết là COI. C C chúng ta vừa mới nói, C là complement, D chúng ta nói là direct, I chúng ta nói là indirect. COD, COI khác nhau ở cái chỗ là COI nó có một cái giới từ. Các cái động từ mà đòi hỏi giới từ thì phải đi với CO, đòi hỏi sẽ đưa ra một cái COI. Còn các cái động từ VT thì nó đưa ra một cái COD. Thế bây giờ tôi nói thêm một chút về chữ O. O là objet, O là đối tượng, tiếng Anh là object, tiếng Pháp gọi là objet, là đối tượng. Làm cái gì, các cái hành động này phải có đối tượng. Hành động này không có đối tượng, ngủ rồi cười rồi con chim nó bay, con cá nó bơi, không có đối tượng. Nó thích bay thì nó bay, nó thích bơi thì nó bơi, ba tôi mệt thì ba tôi ngủ, không có cần cái đối tượng gì hết, không có đối tượng. Đây là các cái verb VI, verb intransitive, trong khi các cái verb VT này, các cái ngoại động từ thì phải có đối tượng, tức là nó phải, cái hành động nó đưa ra phải hướng tới một cái đối tượng, nếu không thì không có nghĩa. Bạn đang làm gì vậy? Tôi đang nhìn, nhìn cái gì? Không nhìn gì hết, tôi ra ban công tôi nhìn, nhìn gì? Không nhìn gì hết, không có nghĩa. Bạn đang làm gì vậy? Tôi đang điện thoại cho ai? Không cho ai cả. Tôi cầm cái máy thứ nhất, tôi gọi cho cái máy thứ hai, điều vô nghĩa. Như vậy các anh chị thấy các cái động từ VT này là có đối tượng là một cái mục đích, là một cái đối tượng để cho cái hành động này hướng tới. Tôi lấy một cái ví dụ khác, tôi thường nói ở cái ví dụ này rất là đơn giản, là các anh chị cầm cái điện thoại lên để chụp hình nhé, hay các anh chị cầm cái máy ảnh lên để chụp hình nhé. Chúng ta để cái ống kính vào một cái màn đêm, vào một cái phòng tối, hay là giữa trời đêm, các anh chị chụp thấy một cái gì? Không thấy cái gì hết, bởi vì nó không có object, nó không có đối tượng. Các anh chị để cái ống kính sát vào một bức tường, hay sát vào một cái tấm bảng như thế này đây, các anh chụp, nó không ra một cái gì hết, bởi vì bức tường nó trắng, nó không có object. Như vậy là object là một cái đối tượng, mà cái hành động, chẳng hạn như hành động này phải hướng tới. Má đang rửa, rửa cái gì? Không rửa cái gì hết, vô nghĩa. Em Paul nó đang chờ, chờ cái gì? Không chờ gì hết, nó ngồi nó chờ mà không chờ gì hết, vô nghĩa. Như vậy cái complement là cái điều cần thiết phải thêm vào một cái gì đó để làm cho nó đủ nghĩa. Complement là như vậy. Objet cũng là như vậy, là một cái đối tượng mà cái hành động này hướng tới. Như vậy chúng ta lại phân ra làm ba loại động từ. Cái này chúng ta cũng quen rồi, tôi trình bày rất nhiều ở trong cái chương trình A1, các anh chị có thể theo dõi lại. Trong cái khối lượng, cái số lượng của các cái động từ trong tiếng Pháp, người ta chia ra làm ba loại, không phải ba nhóm nhé, nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, để mà chúng ta dễ chia. Chia ba loại, loại thứ nhất là VT, là ngoại động từ, cái hành động này hướng ra ngoài,
và hướng ra ngoài, nếu mà trực tiếp thì nó là VT, nó đưa tới COD, rồi nếu nó có giới từ thì nó là VTI, đưa hướng tới một cái COI. Và thường thường những cái này người ta viết tắt này, VTVI, VTI viết tắt ở trong tự điển, cũng như là COD, COI viết tắt ở trong các cái giáo trình. Thế bây giờ tôi thường khuyên tất cả mọi người học tiếng Pháp, tôi khuyên thì các anh chị nên theo, và tôi thành cái thói quen suốt cuộc đời rồi. Khi chúng ta thấy một cái động từ VT như thế này, chúng ta để chữ VT vào, chẳng hạn như lave, chúng ta đừng có học lave là rửa ra, lave là giặt, gạch một cái, lave là rửa, lave là giặt. Cái động từ này đơn giản thì ai cũng biết, nhưng mà nếu cái động từ khác mà mình chưa quen đó, mình cứ thấy cái động từ rồi mình ghi dấu bằng, rồi mình ghi cái nghĩa ra, nó thành một cái thói quen không có tốt các anh chị ạ. Rồi mai mốt chúng ta cứ mơ hồ, chúng ta không biết nó là VT hay VTI hay là cái gì nữa, chỉ bằng chúng ta để lave phải VT, rửa hay giặt là phải có đối tượng trực tiếp, thế là xong. Còn các cái động từ mà nó có giới từ a hay b thì chúng ta đề là VTI, và thường thường lại không cần. Trong tự điển họ đề, nhưng mà tôi thì tôi không cần, là bởi vì sao? Tôi lại đề thẳng cái preposition nó vào. Chẳng hạn như động từ obeyer, obeyer là vâng lời. Động từ vâng lời thì đi với giới từ a, tôi đề obeyer a, tôi gạch ra vâng lời ai. Bởi vì cái động từ này trong tiếng Việt và trong tiếng Anh nó không đòi hỏi giới từ. Trong tiếng Anh là trực tiếp, trong tiếng Việt cũng là trực tiếp. Vâng lời ba, vâng lời má, vâng lời thầy, vâng lời cô, vâng lời anh, vâng lời chị. Không có cần preposition mà tiếng Pháp nó có. Và tiếng Pháp lại có mấy preposition, chúng ta để chữ A vào thì là học một lúc xong. Học một lần là xong, không có cần phải viết VTI. Rồi lại thắc mắc, VTI đòi hỏi giới từ, rồi không biết là giới từ A hay giới từ D, chỉ bằng chúng ta để OPE A, PENSE A. Động từ s'occuper thì phải đi với D. Động từ đại khái như vậy. Tất cả các động từ VTI chúng ta để giới từ vào, và khi để giới từ vào thì chúng ta biết nó là VTI. Như vậy cuối cùng là cái gì các chị? Cuối cùng là khi chúng ta học động từ, chúng ta cứ để ý thấy khi nào mà có đối tượng, có đối tượng chúng ta để VT vào, đối tượng trực tiếp để VT vào. Ngoài ra thì nếu có giới từ thì nó là VTI, không có một cái gì hết thì nó là VI. Và nếu có cái pronoun reflexive thì nó là phản thân. Để chúng ta lại trở lại cái ba cái loại động từ này một chút ạ. Cái loại động từ, ngoại động từ trực tiếp, ngoại động từ gián tiếp là khi nó có preposition hay không. Cái này các anh chị biết rồi. Cái loại VI là cái loại không có đối tượng, hoàn toàn không có đối tượng. Tôi sinh ra, tôi lớn lên, rồi tôi già đi, rồi tôi chết đi. Đó là những cái động từ VI không có đối tượng. Tôi sinh ra, tôi lớn lên, tôi già đi, tôi chết đi, con chim nó bay, con cá nó bơi, không có đối tượng. Là cái loại VI này. Bây giờ cái loại verb pronominal, động từ phản thân, thì chẳng qua nó là từ ngoại động từ đi xuống. VI không thể nào biến thành VPR được, không thể trở biến thành verb pronominal được. Để tôi mở ngoặc ra, tôi nói nhắc lại cái chuyện cũ nhé. Động từ phản thân thì nó có tức là nó có cái pronoun reflexive, nó là động từ này mà chúng ta thêm chữ SE vào thì thay vì làm cho người khác, nó làm cho mình. Đó là phản thân đó. Thế nhưng mà chúng ta phải nhớ thêm, có khoảng 160 động từ phản thân mà người ta gọi là essentiellement pronominal. Những cái động từ bản chất của nó như vậy, cái cốt thiết của nó, essentiellement tức là cốt thiết, tức là không có thể nào có cái bất di bất dịch, cốt lõi nó là như vậy. Cái động từ đó là bản thân của nó là pronominal thì chúng ta không có xét. Còn những cái động từ này, chúng ta đã nói là pronominal thì nó có VT đi cặp với nó, VT đi cặp với nó. Và ngược lại, khi chúng ta thấy một động từ VT, chúng ta có thể xây dựng, chúng ta có thể thành lập một cái động từ pronominal bằng cách thêm chữ SE. Tôi có trình bày ở trong cái bài động từ phản thân ở trong chương trình A1, xin các anh chị có thể theo dõi lại nếu mà chúng ta cần mở rộng ra đó. Thế bây giờ cái vấn đề của chúng ta ở trong bài hôm nay này các chị này, vấn đề của trong bài chúng ta là hôm nay là chúng ta chú trọng cái này này. Còn cái này tôi cũng sẽ trình bày sơ lược qua cho anh chị. Chúng ta chú trọng tới cái vị trí của các cái pronoun complement. Và các cái pronoun complement nếu mà nằm như thế này thì quá đơn giản này. Để chúng ta học một cái quy tắc là xong, là pronoun personal complement đứng trước động từ thế là xong. Rồi nếu số D thì nó có một số các cái pronoun, nếu là số I nó có một số các pronoun. Nếu chỉ học như thế này thì quá đơn giản, cái này nó hơi phức tạp một chút. Thì tôi sẽ trình bày kỹ trong bài này cho các anh chị. Tức là nếu mà pronoun reflexive thì nó là như thế nào, cái vị trí này này, rồi reciprocal, rồi nếu có hai complement xuất hiện trong một câu, nếu có một complement, pronoun complement thì nó đứng như thế này, bắt buộc vị trí của nó là đứng trước động từ, đó là quy tắc. Nhưng mà nếu nó có hai
pronoun complement thì đương nhiên nó cũng đứng trước động từ, nhưng mà ai đứng trước, ai đứng sau, cái nào đứng trước, cái nào đứng sau, thì đó là cái phần mà chúng ta sẽ coi ở trong bài này. Và cái phần mà tôi sắp trình bày cho anh chị, tôi cũng lấy tài liệu tôi đã trình bày trong chương trình A1, tôi mở rộng ra thì các anh chị, tôi tóm lại cho anh chị nhớ. Và nếu các anh chị nào cần mở rộng coi lại cho nó kỹ thì xin mời coi lại trong chương trình A1. Ở trong danh sách phát tôi có trình bày những cái bài cuối của chương trình A1. Chương trình A1 là tôi chấm dứt rồi, bây giờ đang ôn tập lại. Thì anh chị có thể coi cái phần cuối, một trong mấy cái bài cuối, pronoun complement. Bây giờ chúng ta coi về, coi sơ qua lại COD, COI và vị trí của các cái pronoun complement. Các pronoun làm complement double direct COD gồm có mô tô, lơ la, nu, vu, lê. Mô tô, lơ la dùng cho ba ngôi số ít, nu, vu, lê dùng cho ba ngôi số nhiều. Các pronoun này có hai đặc tính. Đặc tính thứ nhất là luôn luôn đứng sát bên trước động từ, luôn luôn đứng trước động từ và đứng sát động từ. Đặc tính thứ hai là mô tô, ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai số ít, nu vu, ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai số nhiều, chỉ dùng để chỉ người. Trong khi lơ la dùng cho ngôi thứ ba số ít và lê dùng cho ngôi thứ ba số nhiều thì chỉ cả người và vật. Mô tô, nu vu chỉ người, lơ la lê chỉ cả người và vật. Chúng ta lấy vài câu ví dụ. Bạn đừng có ngại mà gọi cho tôi, bởi vì cái điều này không làm phiền tôi. Như vậy chúng ta có chữ mơ, mơ này đứng trước động từ và mơ này người ta xác định là COD, do bởi động từ appeler là động từ VT, do bởi động từ déranger là động từ VT. N'hésitez pas à m'appeler, ça ne me dérange pas. Olivier ơi, ngày chủ nhật tôi mời bạn tới nhà tôi. T apostrophe là tơ, viết tắt đi, do bởi đứng trước một nguyên âm là y. Tơ này là COD, do bởi động từ inviter này là động từ VT, mời ai. Connaissez-vous mon directeur? Bạn có biết giám đốc của tôi không? Oui, je le connais. Le này chỉ cho người và là ngôi thứ ba số ít và là COD, do bởi động từ connaître là verb VT. Oui, je le connais. Je l'ai vu une fois, tôi đã gặp ông ta một lần rồi. Chữ N, L này là L apostrophe thay cho L bởi vì đứng trước một nguyên âm và cũng dùng để chỉ người. Chúng ta dùng ngôi thứ nhất số nhiều. Il nous écoute attentivement, anh ấy lắng nghe chúng tôi một cách chăm chú. Nu này là COD, do bởi động từ là écouter là động từ VT. Je vous aime, tôi yêu mến các bạn. Vu này là COD, do bởi động từ aimer là VT. Chúng ta qua các cái pronoun lơ la lê chỉ cả người và vật. Bạn có biết giám đốc của tôi không? Giống như trên này. Oui, je le connais, je l'ai vu une fois. Lơ này, đây là L apostrophe cũng là lơ, thay cho giám đốc là người. Trường hợp thứ hai, khi các COD làm complement cho một động từ ở thể imperative thì nó phải đứng sau động từ. Và chúng ta xác định đây là thể imperative positive, nó vẫn là COD nhưng mà đứng sau và có các cái dạng như sau. Ngôi thứ nhất là moi, ngôi thứ hai là toi, ngôi thứ ba có thể là le hay la. Ngôi thứ nhất số nhiều là nu, ngôi thứ hai số nhiều là vu, ngôi thứ ba số nhiều là lê. Chúng ta thấy nu vu lê thì giống nu vu lê trong trường hợp đứng trước động từ. Lơ la cũng giống như bên này nhưng mà ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai số ít, mơ tơ biến thành moi toa và đứng sau động từ. Chúng ta có các cái câu ví dụ như thế này. Hãy nghe tôi, écoutez-moi. Hãy nghe chúng tôi, écoutez-nous. Bạn hãy nhanh lên, dépêche-toi. Các bạn hãy nhanh lên, dépêchez-vous. Các bạn hãy nhìn anh ấy, regardez-le. Các bạn hãy nhìn chị ấy, regardez-la. Các bạn hãy nhìn những người đó, regardez-les. Để chúng ta thấy tất cả các cái pronoun này đều đứng sau động từ, đều đứng sau động từ và do bởi nó là ở cái thể imperative, affirmative. Nếu ở dạng imperative, negative
thì pronoun COD vẫn đứng trước động từ, vẫn đứng trước động từ, và nó vẫn có hình thức giống như là COD mà chúng ta vừa mới coi, nhưng mà nó đứng trước động từ và nó mang cái nghĩa là imperative negative. Ví dụ, đừng có nhìn tôi, các bạn đừng có nhìn tôi. No me regarde pas. Mơ này vẫn là mơ COD nhưng mà và vẫn đứng trước động từ ở cái dạng imperative negative. No me regarde pas. Các bạn phân biệt với là imperative positive, các bạn hãy nhìn tôi thì là regarde moi, biến thành moi, moi là ngôi thứ nhất số ít, regarde moi, nhưng mà đừng nhìn tôi thì là ne me regarde pas, thì lại là mơ này, vẫn là một người này, nhưng mà nếu negation thì để phía đằng sau động từ, nếu mà affirmation thì để trước động từ, mơ, moi vẫn là một cái ngôi thứ nhất số ít. Các bạn đừng có vội vàng, ne te dépêche pas. Ở trên này bạn hãy vội lên, bạn hãy nhanh lên, dépêche toi. Ở đây bạn đừng có vội vàng, ne te dépêche pas. Ở đây là bạn hãy coi, hãy nhìn anh ấy, đừng nhìn anh ấy, ne le regarde pas. Hãy nhìn chị ấy, regarde la, đừng nhìn chị ấy, ne la regarde pas. Và chúng ta nhắc lại cái trường hợp ở trên với hai động từ aimer và connaître. Với hai động từ aimer và connaître thì chỉ dùng COD le la lê cho người, không dùng le la lê cho vật. Như vậy chúng ta vừa mới coi cái câu ví dụ trước, bạn có biết tờ báo Le Monde được không? Oui, je connais. Le la lê chỉ dùng cho người đối với hai động từ connaître và aimer. Ví dụ, vous aimez le fromage. Bạn có thích fromage không? Oui, j'aime ça. Chúng ta không nói là je l'aime mà. Hoặc là bạn có thích fromage không? Non, je n'aime pas ça. Trả lời oui, j'aime ça. Trả lời non, je n'aime pas ça. Không nói là je ne l'aime pas. Không nói là je l'aime mà. Động từ connaître cũng như vậy. Bạn có biết đường Victor không? Biết, oui, je connais. Không biết, non, je ne connais pas. Chúng ta không nói là je la connais. Chúng ta không nói là non, je ne la connais pas. Le, la, le. Khi dùng với động từ aimer và động từ connaître thì chỉ dùng cho người, không dùng cho vật. COI là complément d'objet indirect. Nó có hai cái đặc tính. COI luôn đứng sát bên trước động từ, tức là cũng có cái đặc tính giống như là COD. COI luôn chỉ người, và cái trường hợp này khác với COD. COD có thể chỉ người vật ở trong cái ngôi thứ ba số ít, số nhiều. Còn COI luôn chỉ người trong tất cả mọi trường hợp. Nói với ai, điện thoại với ai, viết cho ai, nghĩ về ai. Nói với ai, Pierre me parle, mơ là ngôi thứ nhất số ít. Pierre te parle, Pierre lui parle, Pierre nous parle, Pierre vous parle, Pierre leur parle. Như vậy chúng ta thấy các cái thành phần của COI gồm có các chữ sau đây, vẫn là mơ trong ngôi thứ nhất số ít, vẫn là te trong ngôi thứ hai số ít, nhưng mà ngôi thứ ba, le la, thì biến thành lui. Ngôi thứ nhất số nhiều vẫn là nu, ngôi thứ hai số nhiều vẫn là vu, nhưng ngôi thứ ba số nhiều là lơ thay cho lê, và vẫn đứng trước động từ và luôn chỉ người. Để chúng ta có các cái ví dụ sau đây. Người ta dùng COI cho các cái động từ về giao tiếp, chẳng hạn như là nói với ai, parler à, điện thoại cho ai, téléphoner à, viết cho ai, écrire à, trả lời cho ai, répondre à, hỏi ai, demander à, mượn ai cái gì, emprunter à, cho mượn cái gì, prêter à, trả cái gì cho ai, rendre à, nói với ai, dire à, tặng cho ai, offrir à, rồi cười với ai, sourire à, chúc ai, souhaiter à. Như vậy chúng ta gọi các cái nhóm động từ này là các động từ về giao tiếp, và thêm một số các cái động từ thông dụng khác như là giống với ai, làm vui lòng ai, hợp với ai, ressembler à quelqu'un, plaire à quelqu'un, aller à quelqu'un. Aller này không phải là động từ đi nhưng mà là hợp với. Duy nhất một trường hợp chúng ta để cái dấu than, dấu phải chú ý, động từ penser thì phải đi với pronom tonique. Tôi nghĩ tới, tôi nhớ tới anh Martin. Je pense à lui. Lui này là cột thứ tư, là pronom tonique.
Anh ta nhớ tới tôi, il pense à moi. Chúng ta coi lại cái bảng như thế này. Động từ penser là động từ VTI, đòi hỏi COI, nhưng người ta không dùng pronom lui, mà người ta dùng lui này. Je pense à lui, chứ không phải là je lui pense. Anh ta nhớ tới tôi, không nói là il me pense, mà nói là il pense à moi. Sau đây là các cái pronom personnel réfléchi chúng ta phải để chú ý đặc biệt hơn. Người ta nói là các cái động từ phản thân, các cái động từ pronominal đều xuất phát từ các cái ngoại động từ, có thể là trực tiếp và có thể là gián tiếp. Nếu xuất phát từ động từ trực tiếp thì pronom réfléchi thì là COD. Chẳng hạn như trường hợp này, động từ se laver xuất phát từ động từ laver, mà laver thì là một động từ VT, rửa cái gì, giặt cái gì. Bây giờ se laver thì cái pronom réfléchi cũng là COD. Tôi xin nhắc lại, động từ laver khi ở dạng VT thì nó có một cái COD. Khi nó biến thành động từ phản thân thì cái pronom réfléchi cũng là COD. Tôi giặt cái gì, tôi rửa cái gì, tôi rửa xe, tôi rửa rau, bây giờ tôi rửa tôi, vậy cái này cũng là COD. Je me lave, tu te laves, il se lave, elle se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il se lave. Do đó cái điều này rất quan trọng khi chúng ta đổi qua trường hợp ở cái thì quá khứ. Khi động từ se laver được chia ở thì passé composé thì phải chia với auxiliaire être, và trong trường hợp này động tự động là participe passé phải phù hợp với COD đi trước. Chúng ta đã nói đây là COD, mà COD đứng trước participe passé thì hai chữ này phải phù hợp với nhau về giống và số. Nếu là phái nam thì nói là je me suis lavé. Nếu là phái nữ thì nói là je me suis lavé, có cái e muet, tôi đã tắm, tôi đã tắm. Bạn đã tắm nếu là phái nam, tu t'es lavé. Bạn đã tắm nếu là phái nữ, tu t'es lavé, phải có e muet. Il s'est lavé thì không có khách nào khác. Il này là masculin, chúng ta để như thế này. Elle s'est lavé, cô ấy đã tắm thì không có cách nào khác. Đây là trường hợp feminine thì chúng ta như thế này. Bây giờ nous nous sommes lavé có thể là lavé như thế này, có thể là lavé thêm es. Trường hợp nous là masculin thì viết là lavé, trường hợp nous là feminine thì viết là lavé, tức là tôi rửa những cái người này. Người này là feminine thì phải phù hợp với giữa participe passé và COD. Vous vous êtes lavé. Có thể có 3 trường hợp, có 3 khả năng. Vous vous êtes lavé, nếu là vous số ít, vous lịch sự, mà masculine thì viết như thế này. Nếu mà vous lịch sự, feminine, vous vous êtes lavé, viết như thế này. Nếu là vous số nhiều, mà masculine, vous vous êtes lavé. Nếu là vous số nhiều, feminine, vous vous êtes lavé. Ils se sont lavés, chỉ có một cách, không thể khác được, bởi vì đây là số nhiều masculin. Elles se sont lavés, đây là trường hợp này là feminin số nhiều, chúng ta thêm es. Động từ laver là động từ VT, do đó cái pronom réfléchi là COD. Trường hợp thứ hai, demander quelque chose à quelqu'un, hỏi cái gì, nơi ai. Vậy cái trường hợp này, pronom réfléchi khi thành lập, nó sẽ là COI, tôi tự hỏi tôi. Ở trên này hỏi ai, hỏi một cái đối tượng. Bây giờ tôi tự hỏi tôi, như vậy mơ tơ sơ này, nu vu sơ này là COI, trong khi ở trên này là COD. La V là VT, thì réfléchi là COD. Demander à quelqu'un là VTI, thì mơ tơ sơ, nu vu sơ là COI. Je me demande, tu te demandes, il se demande, nous nous demandons, vous vous demandez, il se demande. Và cũng như trường hợp ở bên trên, khi đổi qua thì passé composé thì chúng ta phải dùng với auxiliaire être. Và trong trường hợp này, participe passé không phù hợp với pronom réfléchi, do bởi pronom réfléchi này là COI. COI do là động từ VTI thì cái này là COI, mà hễ là COI thì không phù hợp về giống và số với participe passé.
Tôi tự hỏi tôi, je me suis demandé, dù là je là masculin hay féminin thì cũng để như thế này. Tu t'es demandé, il s'est demandé, elle s'est demandé, nous nous sommes demandés, vous vous êtes demandé, ils se sont demandé, elles se sont demandé. Chúng ta thấy các cái chủ ngữ biến thiên, có thể là số ít, có thể là số nhiều, có thể là masculin, có thể là féminin, nhưng mà phía sau này, participe passé vẫn không thay đổi. Ở trong trường hợp bên trên thì thay đổi tùy theo chủ ngữ là nam hay nữ, số nhiều hay số ít. Trường hợp thứ hai không thay đổi. Chúng ta hãy để ý cái trường hợp động từ pronominal đi với một cái COD. Cô ta tự chải răng cho cô ta. Chải răng, vậy cái này là COD. Vậy cái động từ refreshi sẽ biến thành COI giống như trong trường hợp này. Và trong trường hợp như thế này thì en se procelidon, en là feminine. Ở đây chúng ta cũng không phù hợp về giống và số với cái pronoun refreshi. Bởi chúng ta vừa mới nói, vừa mới phân tích, đây là trường hợp COI. Cô ta chải răng. Chải răng cho ai? Chải răng cho chính mình. Vậy chính mình là COI, còn COD chính là những cái răng. En se sont peignés les cheveux, chải tóc. Chải cái gì? Chải tóc. Vậy đối tượng của việc chải là tóc. Chải cho ai? Chải cho chính mình. Chính mình là những cô này. Đây là feminine pluriel. Participe passé cũng không phù hợp bởi vì đây là COI giống như trong trường hợp se demander như thế này. Với ý nghĩa hỗ tương của động từ phản thân, tức là ý nghĩa reciproc, tức là làm cho nhau. Ví dụ chúng ta có động từ rencontrer là VT, gặp gỡ ai. Bây giờ se rencontrer là gặp nhau. Nếu dùng ở thì present thì chúng ta nói là nous nous rencontrons souvent au club de volley. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau ở cái câu lạc bộ bóng chuyền. Nhưng mà chúng tôi đã gặp nhau thường xuyên ở câu lạc bộ bóng chuyền thì chúng ta xem đây là VT thì cái pronoun refreshi nó là COD, và nếu hễ là COD thì phải phù hợp về giống và số với participe passé nous nous sommes rencontrés souvent au club de volley. Cách lý luận là như sau. Ví dụ thứ nhất, chúng ta có động từ rencontrer là một ngoại động từ khi nó biến thành thể phản thân pronominal với cái dạng là reciproc hỗ tương thì cái se này, se này nó là COD, và hễ là COD thì khi chia ở quá khứ cái refreshi này phải phù hợp về giống và số với cái participe passé bởi là VT. Nous nous sommes rencontrés souvent au club de volley. Chúng tôi thường xuyên gặp nhau ở câu lạc bộ bóng chuyền. Nếu là các bạn gái, nous nous sommes rencontrés ES, bởi vì cái nous này nó là COD. Trong trường hợp, trong ví dụ 2, động từ téléphoner à là VTI. Thì se téléphoner này, động từ pronoun refreshi nó là COI, và trong trường hợp này nếu chia ở quá khứ nó không phù hợp về giống và số với participe passé. Trường hợp ở thì present, nous nous téléphonons souvent, chúng tôi thường xuyên gọi điện cho nhau. Bây giờ chúng tôi đã thường xuyên gọi điện cho nhau, nous nous sommes téléphonés souvent, nous này là COI như chúng ta vừa mới nói, thì không phù hợp về giống và số với participe passé. Ngược lại với trường hợp trên, se này là COD do bởi động từ VT, nous nous sommes rencontrés, vậy đây là COD thì phải phù hợp với giống và số với participe passé. Ở dưới này không phù hợp do bởi đây là COI. COD hay COI thì nó sẽ khác nhau về cái sự phù hợp với giống và số. Trong trường hợp các động từ phản thân mang ý nghĩa thụ động thì các cái pronoun refreshi luôn luôn là COD, do bởi các cái động từ VT mới có thể chuyển thành cái nghĩa thụ động, các động từ VTI không chuyển thành được, và động từ VT thì nó đưa tới COD. Như vậy chúng ta có thể nói suy luận là các cái pronoun refreshi của các động từ phản thân thì luôn mang cái ý nghĩa là COD. Chẳng hạn như là appeler là gọi, s'appeler là được gọi, về cái SE này là COD. Écrire là viết, s'écrire được viết, đây là COD. Trouver là tìm thấy, se trouver là hiện diện, đây là COD. Chúng ta hãy đề cập tới pronoun personnel on. On có thể là COD và nó luôn luôn không thay đổi và luôn luôn đứng trước động từ. Bạn có xe máy không? Xe đạp không? Oui, j'en ai un. Đây là COD. Avez-vous une tablette? Bạn có máy tính bảng không? Oui, j'en ai une. Đây là COD. Bạn có con cái không? Avez-vous des enfants? Oui, j'en ai trois.
Tôi có ba đứa con, phải on này là COD. Trường hợp này thay cho một danh từ có tính từ indefinite. Un vélo, une tablette, des enfants. Thay cho một danh từ, và danh từ này có article indefini. Trường hợp thứ hai, thay thế cho một danh từ, và danh từ này có article partitif đi trước. Article partitif có nghĩa là từng phần, du, de, la, de. Bạn có muốn một chút xíu đường ở trong cái ly cà phê của bạn không? Oui, merci, j'en veux bien. Ong này cũng là COD. Mangez-vous de la soupe tous les jours? Ngày nào bạn cũng ăn cháo, ăn soup hả? Oui, j'en mange tous les jours. Ong này là COD. Do bởi, nó là thay cho một cái article partitif. Ils ont acheté des fruits? Họ có mua trái cây, hoa quả không? Oui, ils en ont acheté. Ong này cũng là COD. Trường hợp thứ ba, chữ ong này khi thay thế cho một danh từ, và danh từ này có một từ chỉ số lượng đi trước, chẳng hạn như là 1, 2, 3, 1, 2, 3, beaucoup de, trop de, assez de, rất nhiều, quá nhiều, đủ, một vài, một số, một kilo, một lít, một gói, thì cũng là COD. Avez-vous assez de ciment? Assez de ciment, đây là từ chỉ số lượng, chỉ đại lượng. Bạn có đủ xi măng không? Oui, j'en ai assez. On này là COD. Ici, il y a trop de bruit. Ở đây nhiều tiếng động quá, ồn ào quá. Oui, c'est vrai, il y en a trop. Đúng vậy, quá nhiều. Maman a acheté un kilo de pommes. Mẹ tôi đã mua một ký táo. Je pense qu'elle en a acheté deux. Tôi nghĩ là mẹ tôi đã mua tới 2 ký. Đây là câu hỏi, có phải mẹ mua 2 ký không? Không, mình nghĩ là mẹ mua tới 2 ký. Như vậy danh một cái từ chỉ số lượng 1 kilo thì phía sau đó chữ on này cũng là COD. Il reste encore combien de bouteilles de vin? Còn lại bao nhiêu chai rượu? Il en reste deux. Pronom on có thể mang chức năng là COI, và trong trường hợp này on luôn luôn chỉ một cái vật, một cái objet, và cái vật này có giới từ de đi trước. Rồi chúng ta hãy coi cái câu ví dụ. Bạn có cần cuốn sách này không? Avez-vous besoin de ce livre? Động từ avoir besoin de đòi hỏi giới từ de, và sau đó là một danh từ. Bởi chúng ta thay cái danh từ này có chữ de thì chúng ta phải thay bằng đại từ on, và trong trường hợp này on mang cái chức năng là COI. Oui, j'en ai besoin. Bây giờ chúng ta chuyển qua phần thứ ba của bài ngữ pháp. Đó là la place des pronoms compléments, vị trí của các pronoms compléments. Các sách ngữ pháp họ có cái nhận định là đây là một cái điều hơi khó khăn của tiếng Pháp, nhất là khi có hai complément, một là COD và một complément khác là COI. Chúng ta phân chia ra làm hai trường hợp. Phần trường hợp thứ nhất là chỉ có một complément, và trường hợp thứ hai thì có hai complément. Trường hợp chỉ có một complément, khi động từ ở dạng đơn thì complement đứng trước động từ, như chúng ta đã nói ở trong cái phần trước. Khi động từ ở dạng đơn thì complement đứng trước động từ. Avant le verbe luôn luôn đứng trước động từ, kể cả COD, kể cả COI. Tôi yêu bạn, je t'aime. Tôi yêu các bạn, je vous aime. Tôi nghe bạn, je t'écoute. Tôi nghe các bạn, je vous écoute. Tôi chờ bạn, je t'attends. Tôi chờ các bạn, je vous attends. Đó là trường hợp của COD. Trường hợp COI, tôi tự hỏi, je me demande. Chúng tôi tự hỏi, nous nous demandons. Tôi hỏi bạn, je te demande. Tôi hỏi các bạn, je vous demande. Tôi hỏi anh ấy, hoặc là chị ấy, je lui demande. Tôi hỏi họ, je leur demande. Chúng ta đã học các cái complement COD, chúng ta đã học các cái complement COI. Bây giờ chúng ta biết, theo cái quy tắc này, thì kể cả COD, kể cả COI đều đứng trước động từ. Trong trường hợp là một động từ kép thì complement đứng trước động từ. Je vais vous attendre. Attendre động từ VT, vị vous này COD cũng trước động từ. Je vais te dire. Dire là verb VTI, vị te này là COI cũng đứng trước động từ. COD đứng trước động từ, COI cũng đứng trước động từ. Je vais vous poser une question. Tôi sẽ đặt cho các bạn một câu hỏi, vous này là COI cũng đứng trước động từ. Je vais lui dire. Tôi sẽ nói với anh ấy. Dire này là VTI, vị lui này là COI cũng đứng trước động từ. Tu dois te coucher tôi, con phải đi ngủ sớm. Động từ coucher là VT, bây giờ chuyển biến thành động từ pronominal, se coucher, vậy cái này cũng là COD, COD cũng đứng trước động từ. Je vais vous dire, je vais leur dire, tất cả các cái pronoun dù là COD, dù là COI, đều đứng trước động từ, khi động từ ở dạng kép.
Và trường hợp này chúng ta nhắc lại, chúng ta đã học coi rồi. Khi động từ ở dạng imperative affirmative thì nó đứng sau. Hãy nhìn tôi, regarde moi. Hãy chuẩn bị, bạn hãy tự chuẩn bị, prépare toi. Regarde le, regarde la, regarde nous, préparez-vous, regarde les. Các cái pronoun này là COD đứng sau động từ. Hãy nói cho tôi, hãy nói cho anh ấy, hãy nói cho họ. Trường hợp này COD đứng sau động từ, trường hợp mà chúng ta đã coi ở phần trước. Khi động từ ở imperative negative thì nó lại đứng trước động từ, chúng ta cũng đã coi ở phần trước rồi. Đừng có nhìn tôi, ne me regarde pas. Bạn đừng có chuẩn bị gì hết, ne te prépare pas. Đừng có nhìn anh ấy, đừng có nhìn chị ấy, ne le regarde pas. Ne la regarde pas. Đừng có nhìn chúng tôi, ne nous regarde pas. Bạn đừng có chuẩn bị, ne vous préparez pas. Đừng có nhìn họ, ne les regarde pas. Đây là các cái pronoun COD. Và sau đây là các cái pronoun COI cũng đứng trước động từ. Pronoun complement đứng trước động từ. Đừng có nói với anh ta, ne lui parle pas. Đừng nói với họ, ne le parle pas. Chúng ta đã coi trường hợp thứ nhất là khi có một complement. Thì trường hợp này rất đơn giản, chúng ta để trước động từ, dù là động từ đơn hay là động từ kép. Nhưng trong trường hợp thứ hai chúng ta phải để ý đặc biệt, khi có hai complement, khi có hai bổ ngữ, một cái là COD và một cái là COI, thì chúng ta có cái bảng này để giúp chúng ta xác định pronoun nào đứng trước, pronoun nào đứng sau. Chúng ta không thể nói như một số người nói là COD đứng trước, COI đứng sau. Trường hợp này thì đúng này, nhưng mà trường hợp này thì lại sai này. COI đi trước, COI đi sau. Bởi vì ở trong cái cột số 1 này, mơ tơ sơ, nu vu sơ, vừa có thể là COD, vừa có thể là COI. Ở đây là COD là chắc chắn, lơ la lê. Ở đây là COI là chắc chắn, lui lơ. Nhưng mà trong cái cột số 1 này, nó vừa có thể là COD, vừa có thể là COI. Do đó chúng ta phải dựa vào cái bảng này để chúng ta làm. Và chúng ta nhớ một cách đơn giản là cái số lượng của số 1 nhiều nhất, nó có 6 pronoun, mơ tơ sơ, nu vu sơ. Cột thứ 2 có số lượng nhiều, thứ nhì lơ la lê. Cột thứ 3 có lui lơ. Và thứ 4 y on, y on luôn luôn đứng sau cùng. Tới cái động từ prete. Prêter quelque chose à quelqu'un. Cho ai mượn cái gì? Cái người được mượn thì là COI bởi vì có dưới từ A. Cái đồ vật mang cho mượn thì là COD bởi vì đứng sát động từ. Như vậy cái đồ vật mang cho mượn là COD, cái người nhận là COI. COD và COI. Bây giờ Pierre cho tôi mượn cái máy vi tính của anh ta. Pierre me prête son ordinateur. Đây là trường hợp số 1, chỉ có một pronoun, nó đứng trước động từ. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái câu thứ hai là hai động từ, thì chúng ta xem cái nào đi trước, cái nào đi sau. Ordinateur là COD. Ordinateur COD. Và chúng ta thay vào bằng, ordinateur là một danh từ số ít, masculine, chúng ta thay bằng chữ le. Rồi chữ me này là pronoun, là COI. COI là e. Chúng ta hãy coi động từ prêter quelque chose à quelqu'un, cho ai mượn cái gì, tức là mang cái này cho người này mượn. Cái đồ vật mang cho mượn là COD, cái người được nhận là COI. Chúng ta xác định được như vậy. Chứ bây giờ chuyển vào cái câu Pierre me prête son ordinateur, chỉ có một pronoun thì nó đứng trước động từ, đó là quy tắc chung. Pierre me prête son ordinateur. Vậy me đây là COI và son ordinateur là COD. Bây giờ chúng ta muốn thay cả cái chữ thứ hai, cái complement thứ hai bằng pronoun, thì chúng ta biết đây là COD. COD thay cho một danh từ số ít masculine, thì chúng ta biết đây là le. Vậy chúng ta nhìn lên bảng trên, chúng ta muốn thay cả hai pronoun thì me, chúng ta có me và le. Me đi trước, le đi sau. In me le prête. Pierre me prête son ordinateur. Il me le prête. Pierre cho tôi mượn cái máy tính bảng của anh ta. Máy tính bảng của anh ta là COD. COD trong trường hợp này nó là la, bởi vì nó là feminine. Me và la, chúng ta có me đi trước và la đi sau. Il me la prête. Số nhiều, Pierre cho tôi mượn những cuốn sách của anh ta. Il me le prête. Chúng ta dựa vào cái bảng này này. COD đi trước, COD đi sau. Bây giờ cũng là cái câu dùng cái động từ prêter quelque chose à quelqu'un, cho ai mượn cái gì. Nhưng bây giờ chúng ta đổi ngôi thứ. Pierre prête son ordinateur à son frère. Pierre
cho em trai anh ta mượn cái máy vi tính. Như vậy cho mượn cái máy vi tính, ordinateur là danh từ masculine singulier, chúng ta thay bằng pronom le. Em trai của anh ta là COI, là bởi vì có giấy tờ A, và là masculine singulier, chúng ta thay bằng lui. Bây giờ chúng ta muốn thay hai cái pronom này đặt vào vị trí trong một câu, thì chúng ta nhìn lên bảng trên, le đi trước, lui đi sau, il le lui prête, il le lui prête. Nếu là máy tính bảng thì đây là la, il la lui prête. Nếu cái đồ vật cho mượn là số nhiều, lê, đây là lê, il le lui prête. Chúng ta phải dựa với cái bảng này, bởi vì cũng là cái cấu trúc này. Ở số 1, cho tôi mượn máy tính bảng. Ở câu số 2, cho em anh ta mượn máy tính bảng, thì cũng là một cái ý nghĩa, cũng là một cái nội dung. Nhưng mà bây giờ chủ ngữ thay, bây giờ cái danh từ, cái pronom personnel nó thay, thì chúng ta phải dựa trên cái bảng này để chúng ta làm. Bây giờ Pierre cho các em trai của anh ta mượn máy tính bảng. Cái máy tính bảng thì vẫn là COD, vẫn là lơ. Cái người được nhận là số nhiều, là các em trai, thì là lơ, pronom COI. Bây giờ chúng ta nhìn lên trên, chúng ta thấy lơ vẫn đi trước, lơ này, và lơ đi sau, in la le prête, máy tính bảng, in la le prête, quyển sách là nhiều, in le le prête. Trong cái ví dụ số 4 thì chúng ta có cái công thức donner quelque chose à quelqu'un. Bây giờ cho ai cái gì thì cái người được nhận là COI, còn cái vật được nhận thì là COD. Và trong trường hợp này COD thì có cái tính chất là partitif, chúng ta phải thay bằng on. Và chúng ta có hai cái đại từ nằm trong một câu, một là mơ và hai là on, thì chúng ta biết là đại từ on luôn luôn đi sau, mơ đi trước, on đi sau. Pierre me donne des bonbons, il m'en donne, mơ đi trước, ăn đi sau. Đại từ ăn luôn luôn đi sau một các cái đại từ khác. Pierre cho các cho em trai của anh ta những cái viên kẹo, vậy on này vẫn là thay cho bonbon, và fre này biến thành lui, chúng ta có lui đi trước và on đi sau. In lui on donne, bây giờ viên kẹo cũng là on, bây giờ cái người được nhận là số nhiều, le vẫn đi trước, il le en donne, chúng ta dựa vào cái bảng trên. Trong ví dụ số 5, chúng ta có động từ emmener là VT, Pierre dắt tôi ra công viên chiều tối hôm nay. Như vậy đây là một cái COD, dắt tôi, và đây là một cái vị trí, một cái nơi trốn, chúng ta thấy bằng y. Chúng ta có hai cái đại từ mơ và y, thì vẫn như là bên trên, mơ luôn luôn đi trước và y luôn luôn đi sau. Il mi amen ce soir, câu số 2, cái người được dắt là một người thứ ba, ngôi thứ ba số ít, là danh từ masculine, chúng ta thay bằng le, và cái vị trí vẫn là y, thì chúng ta có le đi trước, em trai của anh ta, và y đi sau, thì chúng ta đổi thành in li amen ce soir, và trường hợp này số nhiều, in les amen ce soir. Ở trường hợp cuối cùng, khi hai pronoun xuất hiện trong một câu mệnh lệnh, một câu imperative, thì chúng ta có một cái quy tắc chung rất là dễ nhớ. Đây là động từ donner, cấu trúc là donner quelque chose à quelqu'un, cho ai cái gì, thì cái vật đem cho là COD, người nhận là COI, và đây là một cái vật ở masculine, một cái đồ vật ở feminine, và cái đồ vật ở số nhiều. Và chúng ta chuyển cả hai cái pronoun này vào trong một câu imperative thì có vị trí thế này. Pierre, chúng ta đổi qua động từ prêter hay donner cũng được. Pierre, donne le moi, về COD đi trước, COI đi sau. Pierre, đưa cái đó cho tôi mượn. Prête la moi, la là cái máy tính bảng. Pierre, prête le moi, cho tôi mượn những cuốn sách. Để chúng ta tạm thay bằng động từ prêter, nếu động từ donner cũng được. Donne le moi, donne la moi, donne le moi. Trường hợp thứ hai, Pierre, donne ton stylo à ton frère. Pierre, hãy đưa cái bút máy của bạn cho em trai của bạn. Chúng ta thấy ở trường hợp này COD đi trước, COI đi sau. Trường hợp này COI đi trước, COD đi sau, ngược lại. Nhưng mà khi chuyển qua thành hai pronoun thì nó vẫn giống như trên. Donne-le lui,
Donner là lui, Donner là lui vẫn là COD đi sau và COD đi trước. Và trường hợp này là cái đối tượng là số nhiều thì cũng như vậy. Donner là lur, Donner là lur, Donner là lur. Vậy chúng ta có một quy tắc chung. Khi làm ở imperative thì COD đi trước, COD đi sau. Nếu có hai complement xuất hiện trong cùng một câu. Và thưa các anh chị, tôi đã chấm dứt cái phần ôn về COD, COI và vị trí của các cái pronoun complement trong một câu. Xin cảm ơn tất cả mọi người.